nóng như thế này thì tập nữa là không ạ, nóng như thế này thì let's go. Mọi người hát thật lớn cùng với Bích và Linh nhá. Đây là lần đầu tiên mà Bích đến với Mỹ nên là chúng có một cái kỷ niệm thật tốt với nhau được không ạ? Thank you.
của ta lỡ qua phải vào ánh mắt của nàng, rồi bùng lên trong tim ta như một đống lửa vàng. Đi đêm bên ngoài có lẽ anh đứt mình tâm hình đang phê. Anh tối chưa nhờ, anh chỉ muốn cười mở hơn, đừng lo mình sẽ dại dột đi. Em là cô gái đẹp phải nói với em bằng những lời hay ho, đứng ngồi cùng em khiến anh cảm thấy mình cũng giản dị mà đây đó. Chưa đói và mình rất là vui khi mà được đến đây uống rượu. Không, thật ra câu chuyện ăn phở đấy nó cũng không liên quan lắm, nhưng mà mình rất là vui khi mà đến đây được uống rượu, được hát cho mọi người và được cảm nhận cái tình cảm của mọi người dành cho bọn mình rất là hạnh phúc. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn mọi người vì một đêm rất là tuyệt vời. Thực ra thì vừa rồi là bài hát cuối cùng của Bích và Ly rồi, nhưng mà Ly nghĩ rằng là với cái tình cảm này của mọi người ấy, xíu à. Không có đồ không. Mấy cái sợi dây nhỏ nhỏ.
tài trợ mà sợ là gì? Là gì kinh điển?